Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Phiên chợ khuyến mại quận Tân Bình phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân chuẩn bị Tết sớm. Bộ Y tế vừa bãi bỏ quy định gây khó trong đấu thầu y tế không phù hợp với quy luật thị trường. Công an thành phố mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm cờ bạc cá độ. Cổ động viên Pháp và Maroc đều tự hào về đội tuyển của họ dù thắng hay thua. Hòa trong không khí của dịp cuối năm, hội chợ triển lãm các sản phẩm Việt Gáp OCOP và phiên chợ khuyến mại quận Tân Bình năm 2022 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân chuẩn bị Tết sớm. Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức. Sự kiện quy tụ nhiều lĩnh vực từ nuôi trồng đến công nghệ chế biến nông lâm thủy sản. Ngoài ra còn có các sản phẩm phục vụ thị trường Tết như hạt điều, bánh kẹo, hạt dưa, mứt hay lạp xưởng đa dạng giá và chủng loại. Cận kề Tết Nguyên đán cho nên cũng có một số cái mặt hàng để giới thiệu phục vụ Tết Nguyên đán, các cái gói quà. Bên cạnh đó, các sản phẩm thân thiện với môi trường có mẫu thiết kế độc đáo như giỏ đựng quà Tết và hộp đựng mứt bằng mây tre đan, ống hút giấy hay túi tinh bột được các doanh nghiệp quan tâm nhằm phục vụ cho người dân chuộng lối sống xanh trong dịp Tết. Sự kiện cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất và kỳ vọng lượng tiêu thụ vào dịp mùa sắm cuối năm đầy sôi động. Được biết, hội chợ triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12. Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm khá trầm lắng và dự đoán sẽ kéo dài sang tận năm 2023. Hiện tại, nguồn cung căn hộ mới đã sụt giảm đến gần 80%. Khác với tình hình đầu năm nay, giao dịch vẫn còn khá sôi động. Trước đây, phòng công chứng này ngày nào cũng tiếp nhận trên dưới 100 hồ sơ giao dịch mua bán nhà đất. Nhưng nay, số hồ sơ nhận được đã sụt giảm một nửa, thậm chí có những ngày không có giao dịch hồ sơ nhà đất. Chỉ giống như cái thời mà gian trước đây mà nhà đất nó bị đóng băng. Nhiều nhân viên môi giới đã nghỉ việc sau thời gian dài không có giao dịch. Một số khác tìm kiếm những công việc phù hợp hơn. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.800 nguồn cung căn hộ mới trong quý 4 năm 2022, giảm 80% so với quý trước. Đơn hàng không cho vay nữa. Chính vì vậy những người này họ không mua nữa, dẫn đến câu chuyện cái dòng tiền mà bán hàng ra của các chủ đầu tư đang bị kẹt lại, không bán hàng ra được. Dự báo trong những tháng đầu năm 2023, nhiều dự án vẫn đang bị đóng băng vì vướng pháp lý. Dòng tiền cho thị trường vẫn đang bị ách tắc. Phải đến giữa năm 2023, thị trường mới có thể ổn định và trở về quỹ đạo vốn có của nó. Từ tháng 6 đến nay, tỉnh Đồng Nai có hơn 220 doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, doanh thu, quy mô sản xuất. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn bị thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất. Thông tin được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đưa ra vào hôm nay sau cuộc khảo sát nhanh tại hơn 280 doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp đã cắt giảm hơn 22.000 lao động, thỏa thuận bố trí ngày nghỉ hàng năm cho hơn 150.000 công nhân, giảm giờ làm khoảng 48.000 lao động, trả lương ngừng việc cho gần 9.000 người và thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng với 1.000 nhân viên. Các lĩnh vực ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm chế biến gỗ xuất khẩu, may, giày da. Để hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đời sống người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Theo đó, đề xuất hai nhóm đối tượng được thụ hưởng gồm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định về quy trình sử dụng chữ ký số để hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số tích hợp ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động. Người lao động có thể thực hiện thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm một lần trên cổng dịch vụ công bằng điện thoại của mình. Quy trình này nhằm giải quyết nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao do thị trường lao động biến chuyển liên tục dẫn đến nhiều người mất việc. Bộ Y tế vừa bãi bỏ quy định tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế. Trước đó, quy định này khiến nhiều cơ sở khó triển khai mua sắm và không phù hợp với quy luật thị trường. Tại đơn vị này, máy X-quang một loại, cầu phim là một loại khác, vì trong đấu thầu chỉ dám đưa kích cỡ phim thay vì nhãn hiệu và các thông số kỹ thuật để tránh vi phạm chỉ định thầu. Nếu mình xài quá chất theo máy thì
cái máy của mình đó là cái hiệu suất mình xài nó sẽ được lâu hơn. Đây cũng là vướng mắc mà nhiều cơ sở y tế từ tuyến huyện đến trung ương gặp phải. Thậm chí nhiều đơn vị rơi vào tình trạng dở thầu do không có đơn vị nào tham dự thầu vì vướng các quy định này. Một số thông tư nghị định hiện thời không còn tính cập nhật nữa, do vậy cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức mua sắm, đấu thầu. Nhận được các ý kiến phản ánh của các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã bãi bỏ quy định bất cập trước đó. Quy định mà không được cao hơn cái trúng thầu trong 12 tháng, vô hình chung là dần dần cái giá nó sẽ giảm dần tiệm cận về không. Tức nó không hoàn toàn phù hợp với cái quy luật thị trường. Văn bản này là một trong những bước nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, có hiệu lực ngay khi ban hành. Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa giới thiệu về 8 điểm đến lý tưởng ở Việt Nam cho những chuyến đi bộ đường dài hay là đi bộ leo núi trekking. Đây là thông tin vui từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới những tín đồ yêu thích du lịch trải nghiệm. Sapa, Lào Cai là điểm đầu tiên được giới thiệu. Đây là một trong những hành trình đi bộ phổ biến, phù hợp và dễ dàng nhất đối với người mới bắt đầu. Tiếp theo là Bắc Hà, núi Phan Xipang đều thuộc Lào Cai, Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Cạn, Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Mai Châu, Hòa Bình và cuối cùng là Cao Bằng. Tiếp theo trong chương trình, thị trường toàn cầu ngay lập tức có những phản ứng về trái chiều về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất. Khu vực Đông Bắc Á sẽ trở nên lạnh giá hơn trong vài tuần tới do hiện tượng La Nina. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất và báo hiệu sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Thị trường toàn cầu đã lập tức có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Cụ thể, chứng khoán Mỹ đã nhanh chóng đánh mất đà tăng có được lúc đầu phiên giao dịch ngày 14 tháng 2 và quay đầu giảm điểm. Chốt phiên giao dịch, 3 chỉ số chính Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm điểm, lần lượt ở mức 0,4, 0,6 và 0,8%. Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch chứng khoán châu Á trong phiên mở cửa sáng nay. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,55%, Hang Seng Index mất 0,31% và Kospi mất gần 0,6%. Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cũng khiến đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng euro nhưng tăng nhẹ so với bảng Anh. Trong khi đó, thị trường dầu mỏ tăng 2,5% ở cả dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI. Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm, đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ nhất của cơ quan này kể từ tháng 6 năm nay nhằm kiềm chế lạm phát. Lạm phát tại Anh trong tháng 11 năm nay đã giảm xuống sau khi đạt mức cao nhất trong 41 năm qua vào tháng 10. Điều này dẫn đến kỳ vọng rằng lạm phát đã đạt đỉnh và Ngân hàng Trung ương Anh BOE sẽ bớt áp lực trước đợt tăng lãi suất mới. Cụ thể, lạm phát trong tháng 11 là 10,7%, giảm so với mức 11,1% của tháng 10 và cũng thấp hơn mức 10,9% mà các chuyên gia từng đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, tức không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, đã giảm xuống 6,3% trong tháng 11, từ mức 6,5% trong tháng 10. Theo cơ quan thống kê Anh, giá cả vẫn đang tăng nhưng ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, mà đáng chú ý nhất là xăng dầu. Các chuyên gia kinh tế dự đoán trong thông báo vào hôm nay, BOE sẽ tăng lãi suất thêm 0,5%, thấp hơn so với mức 0,75% vào tháng 11. Lạm phát tại Anh bắt đầu tăng vào năm ngoái do các vấn đề của kinh tế trong nước và toàn cầu sau đại dịch. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Ukraine khiến giá năng lượng tăng lên và làm lạm phát của Anh cũng tăng tốc. Tháng trước, BOE từng cảnh báo Anh đang bước vào một cuộc suy thoái dài hạn và phải đến đầu năm 2024, lạm phát mới có thể trở về mức 2% mà cơ quan này đã xa. Khu vực Đông Bắc Á sẽ trở nên lạnh giá hơn trong vài tuần tới do hiện tượng La Nina 3 năm liên tiếp hiếm gặp. Tình hình thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo theo nhu cầu lớn về năng lượng trên toàn cầu để giá xăng lên cao. Đây là nhận định chung của các cơ quan khí tượng lớn trong khu vực này. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đón hai đợt lạnh khắc nghiệt trong thời gian tới. Đợt đầu tiên có thể ghi nhận nhiệt độ ở mức âm 36 độ C tại Đông Bắc khu tự trị Nội Mông. Đợt lạnh thứ hai sẽ diễn ra trên diện rộng ở miền Trung, Đông, Nam và Tây Bắc Trung Quốc. Còn ở Nhật Bản, cơ quan khí tượng JMA cho biết thời tiết đang trở nên lạnh giá hơn ở miền Bắc, có nơi sẽ lên tới âm 10 độ C. Còn ở miền Đông và Tây cũng sẽ ghi nhận nhiệt độ dưới mức thông thường từ nay đến tháng 2 năm sau.
Trong khi đó, Cục Khí tượng Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo về thời tiết lạnh tại hầu hết các khu vực của Hàn Quốc, bao gồm thủ đô Seoul và Incheon. Thời tiết giá lạnh khiến nhu cầu sử dụng năng lượng cũng gia tăng đột biến. Điều này đã đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng, than đá, dầu diesel và dầu nhiên liệu trên thị trường tăng cao. Các nước kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm và gia tăng dự trữ nhiên liệu. Tại Lapland, Phần Lan, ông già Noel cùng các yêu tinh đang hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ trên toàn thế giới. Năm nay, thư từ trẻ em Ukraine mang lại cho ông nhiều cảm xúc hơn cả. Tại văn phòng của mình tại làng Santa Claus phía bắc Rovaniemi, thủ phủ của Lapland, Phần Lan, ông già Noel chia sẻ, năm nay rất nhiều em nhỏ Ukraine đã gửi thư về. Cháu từng sống ở Kiev, nhưng vì chiến tranh, giờ chúng cháu đang ở miền Tây Ukraine. Theo văn phòng của ông già Noel, thư của các bạn nhỏ Ukraine, ngay trong hoàn cảnh phải rời bỏ nơi ở của mình, vẫn chứa đựng hy vọng vào tương lai. Tôi ước rằng mỗi người chúng ta có thể lắng nghe người khác, nhìn xung quanh và xem ai cần giúp đỡ. Thế giới chúng ta có rất nhiều người không có nơi để đi, không có chỗ để trú. Vì vậy, nếu gặp một hoàn cảnh nào đó, hãy giúp họ nhé. Thông thường, để đủ điều kiện nhận quà của ông già Noel thì phải nằm trong danh sách trẻ ngoan. Và theo ông già Tuyết, không bao giờ là quá trễ để bắt đầu làm điều tốt cho những người xung quanh. Giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, từ thành phố New York, Mỹ cho đến thành phố Sydney, Australia. Các con phố và nhiều công trình nổi tiếng đã được thắp đèn lung linh, rực rỡ, chào đón mùa lễ hội cuối năm. Chính cửa sổ biểu tượng ở đại lộ Fifth Avenue, New York mang đến những chủ đề trang trí đẹp mắt về kỳ nghỉ lấp lánh, mong muốn xoa đi cái lạnh mùa đông. Tại khu vực trung tâm Rockefeller, những vận động viên trượt băng khuấy động bầu không khí tại khu vực bên dưới cây thông cao đến 25m, trang trí bằng hơn 50.000 đèn LED. Các trung tâm bán lẻ cũng lan tỏa tinh thần lễ hội nhiều màu với nhiều mô hình động vật và video kết hợp trình chiếu đầy màu sắc. Còn tại Australia, các màn trình diễn ánh sáng thổi bừng sức sống lễ hội khắp thành phố cảng Sydney. Cây thông Noel cao nhất bang New South Wales được đặt tại đây, với hơn 100 bóng đèn LED và đồ trang trí lấp lánh kết hợp với hệ thống ánh sáng âm thanh sống động. Đến với nhà thờ Công giáo lớn nhất Sydney, St. Mary's, người xem có cơ hội thưởng thức các hoạt cảnh từ kinh Cựu Ước cho đến sự ra đời của Chúa Jesus trình chiếu bằng ánh sáng. Lễ hội điêu khắc băng Hà Lan đã quy tụ các nghệ sĩ điêu khắc băng giỏi nhất thế giới đến thành phố Zwolle của Hà Lan trước ngày khai mạc 17 tháng 12. Chủ đề của sự kiện năm nay là Thật là một thế giới tuyệt diệu, với các tác phẩm băng đăng mô tả các nền văn hóa khác nhau thuộc về đương đại hay trong lịch sử trên khắp thế giới, từ vùng Andes tới Nhật Bản, từ Ai Cập cổ đại tới châu Âu hiện đại. Hình ảnh tại lễ hội cho thấy các nghệ sĩ đang thực hiện những tác phẩm sáng tạo của mình với những con lạc đà, ngựa vằn, tượng David của Michelangelo, xen lẫn với những con rồng và cả một bức tượng nhân sự. Làm việc với băng khác với các vật liệu bình thường khác vì nó sẽ biến mất sau một thời gian, nó không tồn tại mãi mãi. Đó là lý do khiến băng đăng đặc biệt và trông diệu kỳ như vậy. Các nghệ sĩ điêu khắc đã bỏ ra 2 tuần lễ để làm việc với 275 tấn băng cùng lượng tuyết tương tự. Không gian dành cho triển lãm được duy trì ở nhiệt độ âm 14 độ C. Lễ hội sẽ kéo dài cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2023. Tiếp theo trong chương trình, Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng nghiện rượu, vô cớ đâm 3 người bị thương. Bắt giữ 2 đối tượng nghi vấn trộm cắp bị truy đuổi còn tông vào xe của cảnh sát giao thông. Trở lại chương trình, thưa quý vị, những ngày gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tục triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lớn, có vụ tổng số tiền giao dịch lên đến 600 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác lập các chuyên án khác để đấu tranh triệt phá việc đánh bạc qua lợi dụng World Cup. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần có một sân chơi hợp pháp cho hoạt động này. Mới đây nhất, một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet cũng đã bị Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an thành phố triệt phá. Kẻ cầm đầu là Nguyễn Thành Hiển, ngụ quận Tân Phú và 9 đồng phạm. Các đối tượng là thuê các cái IT mà viết các cái phần mềm. Cái khó khăn hiện nay là các cái máy chủ cái hoạt động tổ chức cá độ bóng đá thì là đều nằm tại các nước ngoài. Trong nước thì các đối tượng là sẽ thuê các IT điều hành các cái trang cá cược. Cũng cần biết rằng cá độ bóng đá là một ngành kinh doanh hợp pháp được một số nước thừa nhận.
Riêng tại Việt Nam cũng được nhà nước thừa nhận thông qua Nghị định 06/2017 về kinh doanh cá cược thể thao, trong đó có cá cược đua chó, đua ngựa. Thì theo tôi đó là về phía quản lý nhà nước, hãy thấy rằng đây là cá cược bóng đá, là một dạng cá cược thể thao, là một giải trí lành mạnh, cho nên chúng ta phải có một cái sân chơi hợp pháp, cụ thể hóa bằng một cái nghị định của chính phủ để dần dần đưa cái hoạt động này vào trong nề nếp để có thể kiểm soát được và cũng có thêm một cái nguồn thu cho ngân sách và cũng đảm bảo được cái giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, có được pháp luật chấp nhận hay không thì cũng không thể đánh cược bằng tài sản, tính mạng của mình mà dẫn đến những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân về hậu quả pháp lý của hành vi cá cược bất hợp pháp. Xe ben thi công trải nhựa trên quốc lộ 1 vướng vào cáp viễn thông, làm hỏng trụ điện đường dây trung thế, nghiền ra đường. May mắn, sự cố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh không gây mất điện trong khu vực. Do lực tác động, trụ điện trên vỉa hè trước nhà số 649A/15 bị kéo nghiêng về một bên, trơ khung sắt. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến trưa nay, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh và các nhân viên điện lực vẫn đang khẩn trương xử lý khắc phục. Công an đã lập biên bản với nhà xe. Hiện nay, công ty điện lực Bình Chánh đang phối hợp với đội sửa chữa điện, thay trụ, sang dây, tái lập hệ thống điện, đồng thời sẽ yêu cầu nhà xe bồi hoàn. Một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, đá gà và cá độ bóng đá mùa World Cup phát hiện tại Hậu Giang vào hôm qua. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng qua mạng được cho là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Sáng ngày 11 tháng 12, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Họ cũng tiến hành khám xét đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc tại các huyện Châu Thành A, Châu Thành và huyện Phụng Hiệp. Qua khám xét, thu giữ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, hơn 50 điện thoại di động, máy tính bảng và laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 200 tỷ đồng. 9 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu những đối tượng liên quan đến đường dây này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sáng nay, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Mạc Văn Sơn. Đối tượng nghiện rượu này đã vô cớ cầm dao đâm 3 người, làm họ bị thương nguy kịch. Đó là Mạc Văn Sơn, 48 tuổi, trú tại huyện Buôn Đôn. Vào khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 11, Sơn cầm dao đi trên đường thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Kuonia và xã Ea Ba. Lúc này, gặp ông Dương Văn Lạnh trú cùng xã, Sơn vô cớ cầm dao đâm vào vùng bụng nạn nhân. Y đi bộ tiếp khoảng 800 mét thì gặp bà Tô Thị Ngậm, 68 tuổi và bà Triệu Thị Minh, 52 tuổi, trú cùng xã. Sơn đã đâm 5 nhát vào người bà Ngậm và 1 nhát vào người bà Minh. Cả ba nạn nhân đều trọng thương. Sau khi gây án, Sơn đi bộ về nhà, rồi dùng dao tự đâm vào bụng và cắt cổ tay. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Công an và người dân đưa cả 4 người đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, bà Minh bị thương tật 60%, bà Ngậm 49% và ông Lạnh 6%. Bước đầu xác định, giữa Sơn và các nạn nhân không có mâu thuẫn với nhau. Sơn sống một mình, chưa có tiền sử bệnh lý về thần kinh và là người nghiện rượu nặng. Lại xảy ra án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Hung thủ dùng dao đâm chết người tình của vợ ngay trước công ty nơi họ làm việc. Vụ án mạng xảy ra vào sáng nay tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại đường đồi 16, phường Thành Phước. Nhiều công nhân đi làm việc thì nghe tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ. Lúc này, một người đàn ông khác được cho là chồng của nạn nhân đang cầm con dao và đã đâm gục một thanh niên trước cổng công ty. Riêng người vợ chạy kịp nên thoát chết. Sau khi gây án, đối tượng không bỏ chạy mà đứng tại hiện trường và bị một số công nhân khác khống chế, bắt giữ và bàn giao cho lực lượng chức năng. Theo một số nhân chứng, nạn nhân bị đâm chết được cho là đang quen với vợ của hung thủ. Công an phường Thành Phước xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong. Hiện công an đang lấy lời khai của đối tượng gây án và những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Ngày 14 tháng 12, công an huyện Lai Vung, Đồng Tháp bắt giữ hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra thì hai tên này đã tăng ga bỏ chạy. Thậm chí, chúng còn tông vào xe làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Qua xác minh, hai đối tượng là Lê Thành Quang, 42 tuổi và Đặng Văn Thành, 18 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc. Trong quá trình mai phục tại xã Long Hậu, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn nhưng không gắn biển số,
cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Quang và Thành tăng ga bỏ trốn. Chúng bỏ chạy về thành phố Sa Đéc rồi rẽ vào đường nông thôn thuộc xã Hòa Thành thì bị công an phát hiện. Hai tên này đã tăng ga đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến hai đồng chí trong tổ công tác bị thương phải đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý nghiêm theo quy định. Hàng chục ngàn người Pháp đã đổ về đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris để ăn mừng trận Pháp thắng Maroc 2-0 và giành vé vào chung kết gặp Argentina. Các cổ động viên ăn mừng bằng các màn pháo sáng, bóp còi xe inh ỏi và hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng. Maroc chơi tốt nhưng Pháp đã kiểm soát tốt thế trận, tương tự như trận gặp Anh, và chúng tôi đã chiến thắng. Giờ là lúc nghĩ đến trận cuối gặp tuyển Argentina, gặp Messi và Debo. Quá hay, vậy là sau 4 năm chúng tôi trở lại những phút giây này. Chúng tôi phải thắng Argentina ở trận đấu tới. Chúng tôi sẽ thắng thôi, vô địch 2 lần liên tiếp. Italia và Brazil từng làm được, giờ là đến tuyển Pháp sẽ làm được. Các xe của lực lượng cảnh sát chống bạo động đậu dài theo đại lộ và đặt sở chỉ huy tại Khải Hoàn Môn. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát cơ động liên tục tuần tra trên đường phố để đảm bảo không có xô xát xảy ra. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết trên kênh France 2 rằng Pháp đã triển khai 10.000 sĩ quan cảnh sát và hiến binh toàn quốc để giữ an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra trận cầu giữa Pháp và Maroc. Con số này gấp đôi so với các kỳ World Cup khác có Pháp tham gia. Thông tin cập nhật, các phương tiện lưu thông bất ngờ chuyển hướng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Như sự việc xảy ra chiều nay trên đường DT741 đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tai nạn xảy ra khoảng 13h30 phút chiều, chiếc xe hơi mang biển số thành phố bất ngờ chuyển hướng rẽ phải vào đường hẻm. Sự việc khiến anh Mã Thanh Hải, 39 tuổi, ngụ xã Tân Lập, đi xe gắn máy chạy phía sau cùng chiều không kịp xử lý, tông thẳng vào hông bên phải xe ô tô. Cú tông quá mạnh khiến người đi xe hai bánh và phương tiện văng hàng chục mét vào cây xăng bên đường. Nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện hư hỏng. Được biết anh Hải khi đó lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 lúc 6 giờ 30 phút. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào tạm biệt.